Manchester United vừa có thắng lợi thuyết phục 2-1 trước Liverpool ở trận derby nước Anh tại vòng 3 Premier League. Đây được xem như một kết quả bất ngờ vì chắc anh em vẫn còn nhớ, Quỷ Đỏ đã thể hiện một bộ mặt bạc nhược ra sao trong hai thất bại đầu mùa. Vậy làm thế nào mà đội chủ sân Old Trafford lại có màn trình diễn tốt đến vậy? Vâng, không để quý vị và các bạn chờ lâu, hôm nay hãy cùng với Random Football phân tích những gì mà Erik ten Hag đã làm với các cầu thủ để thay đổi bộ mặt của Quỷ Đỏ. Ngay từ khi đặt chân đến nước Anh, Erik ten Hag đã gây được ấn tượng với đội ngũ nhân viên của Man United. Ông được cho là người khá dễ thương, không giống như vẻ bề ngoài có phần giống đại ca giang hồ. Erik ten Hag đã giới thiệu bản thân với mọi nhân viên mà ông gặp khi đi bộ trên hành lang của sân Old Trafford. Sau cuộc họp báo của mình, ông cũng dành 20 phút trong căng tin của nhân viên cùng trò chuyện và chụp ảnh với họ. Sự cởi mở trong những ngày đầu tiên của chiến lược gia người Hà Lan được cho là đã khích lệ các đồng nghiệp. Ông thậm chí cũng đã đến thăm cửa hàng của câu lạc bộ và gặp gỡ các nhân viên làm việc tại đây. Chắc có lẽ khi chứng kiến những hình ảnh này, nhiều người sẽ nghĩ rằng ten Hag là một người dễ gần và luôn vui vẻ với tất cả. Nhưng đó chỉ là với những người làm việc ở câu lạc bộ, còn với đội bóng thì lại là chuyện khác. Ở những buổi làm quen đầu tiên với các học trò, đôi bên đã phần nào hiểu được mong muốn của nhau. Không giấu giếm ý đồ muốn mang trở lại Old Trafford thứ bóng đá tấn công mê hoặc như dưới thời của Sir Alex Ferguson, ten Hag đã đưa ra nhiều quy định nhằm tăng tính tập thể lên đội bóng và cải thiện chất lượng của từng cầu thủ. Cựu huấn luyện viên của Ajax được cho là sẽ làm sống lại điều mà Sir Alex từng làm trước đây, đó là cả đội sẽ ăn cùng nhau sau khi tập. Trước đây, huyền thoại người Scotland rất tin tưởng vào việc xây dựng sự đoàn kết trong đội bằng cách cho các cầu thủ của mình ăn tập thể sau khi tập luyện. Tuy nhiên, kể từ khi ông nghỉ hưu vào năm 2013, thì truyền thống đó đã dần mai một. Những người kế nhiệm Fergie là David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho hay kể cả là cậu học trò cũ của ông là Ole Gunnar Solskjaer và mới nhất là Ralf Rangnick đều không có quy định này. Ngoài ra thì về mặt chuyên môn, cách mà Man United thi đấu cũng được xem là lỗi thời so với bóng đá hiện nay. Erik ten Hag yêu cầu các nhân viên ở Carrington phải cắt cỏ chỉ để độ dài tối đa 15mm, tạo điều kiện cho các cầu thủ nhanh chóng bắt nhịp với phong cách chơi bóng mà ông muốn. Chiến lược gia người Hà Lan cũng yêu cầu các học trò phải chạy nhiều hơn vì vài năm qua, lối đá pressing là thứ mà Quỷ Đỏ chưa bao giờ thể hiện được. Tuy nhiên, thử thách đã đến với ông khi Man United nhận ngay hai thất bại đầu mùa giải. Đội bóng đã trình diễn một bộ mặt bạc nhược thiếu sức sống, hàng loạt sai lầm và những vấn đề lộ ra. Erik ten Hag bực tức phát biểu sau trận thảm bại 0-4 trước Brentford. Tất nhiên, tôi là huấn luyện viên trưởng, tôi cũng phải chịu trách nhiệm cho thất bại này. Các cầu thủ cũng đã không tốt và mắc nhiều sai lầm, nhưng tôi không thể nói về bất cứ điều gì khác khi thái độ thi đấu của họ là chưa đúng mực. Quá thất vọng sau trận đấu, huấn luyện viên Erik ten Hag đã hủy ngày nghỉ vào Chủ nhật và yêu cầu học trò đến sân tập. Trong trận thua Brentford, Man United chạy tổng cộng 95,6 km, trong khi đó con số đối thủ là 109,4 km. Chiến lược gia người Hà Lan cảm thấy điều này là không thể chấp nhận và yêu cầu học trò chạy bù vào con số chênh lệch như một hình phạt. Rất nhiều người đã kinh ngạc vì thuyền trưởng Man United bắt các cầu thủ chạy 14 km trong buổi sáng sau khi chơi trận đấu ở nhiệt độ 34 độ C vào chiều hôm trước. Điều này đã dấy lên làn sóng trái chiều về cách thức thực hiện hình phạt này. Nhiều người cho rằng ông đang áp dụng cách phạt lỗi thời. Theo tờ The Athletic, các huấn luyện viên giỏi trong làng thể thao và cả các nhà khoa học đều thấy rằng Erik ten Hag làm thế với cầu thủ của mình là phản khoa học. Thậm chí, phía đội ngũ y tế đã cảnh báo rằng các cầu thủ có thể sẽ bị chấn thương nếu thực hiện các bài tập chỉ nửa ngày sau trận đấu. Nhưng mười khó chẳng quan tâm đến những điều đó và vẫn tiếp tục những gì mình làm. Tất nhiên, những học trò ngôi sao của ông cũng đã tỏ thái độ và phản đối. Nhưng đây mới là lúc mà Erik ten Hag thể hiện khả năng lãnh đạo của mình. Ông đã nói với tập thể của Man United như thế này: "Trận thua nhục nhã này không chỉ có lỗi của các cầu thủ mà có cả lỗi của huấn luyện viên nữa. Tôi, Erik ten Hag, cũng sẽ bị phạt chạy cùng các cậu." Đúng rồi, các bạn không nghe lầm đâu. Thay vì đứng chỉ tay năm ngón, Erik ten Hag đã cùng chạy với các học trò. Ông luôn là người đề cao tính tập thể, không đổ lỗi cho bất kỳ cá nhân nào. Khi đội bóng phải nhận thất bại, đó là lỗi của tập thể, từ huấn luyện viên cho đến cầu thủ, và ông cũng sẵn sàng chấp nhận hình phạt. Giống như cách mà anh em xã hội hay nói là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu.
Nhiều thanh niên như chúng ta khi phải chạy gần 14 km đã là điều cực kỳ khó. Huống gì một người đàn ông đã 52 tuổi thực hiện việc này. Tất nhiên Ten Hag đã kiệt sức, thậm chí là ngồi gục xuống vì quá mệt. Nhưng tất cả học trò khi thấy hình ảnh này đều đã thay đổi suy nghĩ của mình. Từ việc phàn nàn chuyển sang nể phục ông và đã cùng nhau thể hiện một tinh thần khác trong những buổi tập sau đó. Nguồn tin từ báo Anh khẳng định đó là cách tốt nhất để một huấn luyện viên thể hiện trách nhiệm của mình và đưa ra thông điệp. Chúng ta ở chung một chiến tuyến với các cầu thủ. Với vai trò thuyền trưởng, Mười Khó đã thể hiện đúng những gì một người đứng đầu cần làm. Đó là sẵn sàng nhận trách nhiệm, không bỏ rơi con tàu của mình và là tấm gương sáng cho các học trò noi theo. Dù cắt ngày nghỉ sau trận thua Brentford, nhưng Ten Hag đã cho phép các cầu thủ Man United được nghỉ ngơi ở buổi tập sau đó, giúp toàn đội hồi phục thể lực. Không chỉ gây ấn tượng với chiến thuật, mà cách quản lý nhân sự đắc nhân tâm của chiến lược gia này cũng khiến các cầu thủ phải kính nể. Và thành quả đã đến ngay trong trận derby nước Anh sau đó với thắng lợi thuyết phục 2-1 trước đại kình địch Liverpool. Trận đấu này chứng kiến việc các cầu thủ Man United di chuyển tốt hơn hẳn so với đối thủ. Theo thống kê, quãng đường chạy của các cầu thủ Man United đạt 113,78 km so với 110,6 km của đội khách. Không chỉ về khoảng cách, các cầu thủ áo đỏ thực hiện tổng cộng 155 lần chạy nước rút so với con số 104 của The Cop. Những học trò của Erik ten Hag còn gây ngạc nhiên ở khả năng pressing khi có đến 200 lần thực hiện thành công gây sức ép, trong khi ở một đội bóng là đỉnh cao của trường phái Gegenpressing thì con số đó chỉ là 88. Không biết có phải nhờ mặt tích cực từ hình phạt trước đó mà khi gặp Liverpool, các cầu thủ Man United đã chạy nhiều hơn hẳn. Tính ra so với trận đấu cách đây một tuần, họ di chuyển nhiều hơn tới 19 km. Nhờ tích cực vận động, Quỷ Đỏ dù chỉ cầm bóng 29%, con số này ở trận đấu với Brentford là 67%, vẫn giành trọn 3 điểm từ tay của Liverpool. Cũng cần phải nói thêm rằng suốt cả trận, Man United còn có 12 lần cắt được đường lên bóng của lữ đoàn đỏ, tức là cao gấp đôi so với đối thủ. Rashford, cầu thủ có nhiều pha chạy nước rút nhất, đã có phát biểu sau trận đấu về cách mà anh cùng đồng đội đã thể hiện. Bạn thấy đấy, chúng tôi có thể làm được rất nhiều thứ khác nhau, đặc biệt là ở trong khâu tấn công. Man United đã chơi tốt trong hiệp 1 và sau giờ nghỉ, chúng tôi vẫn là những người làm chủ cuộc chơi. Cả đội liên tục di chuyển, thay đổi vị trí để chiếm lĩnh những khu vực thuận lợi nhất nhằm gây khó khăn cho đối thủ. Có lẽ Jurgen Klopp cũng phải bất ngờ về những sự thay đổi nhanh chóng của đội chủ sân Old Trafford. Nhờ công rất lớn của Erik ten Hag, các học trò đã hiểu người thầy của mình nhiều hơn và tin tưởng vào những gì ông truyền đạt. Tinh thần và thái độ thi đấu chính là yếu tố quan trọng mang về chiến thắng trong trận derby nước Anh. Các cầu thủ Man United đã đá một trận không thẹn với người hâm mộ. Họ có sự liên lạc tốt với nhau và nếu nắn nót hơn trong những pha dứt điểm, thậm chí họ còn có thể thắng đậm hơn. Huấn luyện viên trưởng người Hà Lan đã khen ngợi các học trò sau trận đấu. Tôi muốn có một thái độ khác và đây là điểm tôi hài lòng. Chúng tôi có những cầu thủ xuất sắc nhưng phải là một tập thể mạnh thì mới thành công được. Tôi nói với các cầu thủ rằng các bạn phải hành động, phải là một tập thể. Không ít lần trong mùa giải này, Ten Hag luôn nhắc đến tinh thần tập thể ở Man United. Trước đây, điểm chung giữa những người tiền nhiệm của ông từ Solskjaer tới Rangnick là thỏa hiệp với cầu thủ, để cho họ yên và chấp nhận sống chung với những vấn đề của đội bóng. Nhưng rốt cuộc thì cả hai đều đã phải trả giá đắt. Mười Khó không muốn điều đó tiếp tục. Ông không cho phép một cầu thủ có thể đặt trên đội bóng. Tất cả phải chiến đấu vì logo trên ngực áo, dù anh có là ngôi sao lớn hay là một cầu thủ trẻ. Những tín hiệu lạc quan đã đến, Ten Hag đã biết thay đổi và thích nghi với môi trường giải ngoại hạng. Ông hiểu rằng chiến thuật không giúp ông quá nhiều trước sự chênh lệch về thể chất, cùng lối đá mang đậm tính thể lực tại xứ sở sương mù. Bởi điều quan trọng vẫn là sự thể hiện của các cầu thủ trên sân. Phương pháp huấn luyện theo kiểu đắc nhân tâm của huấn luyện viên Erik ten Hag đã mang về những kết quả tích cực. Và bây giờ là lúc chờ đợi màn trình diễn tiếp theo của Manchester United. Liệu đội bóng sẽ tiếp tục cải thiện và những tân binh mới sẽ cập bến Old Trafford nhằm giúp Quỷ Đỏ trở lại với cuộc đua tại mùa giải năm nay? Quý khán giả vừa theo dõi một sản phẩm của Random Football. Hãy cho chúng tôi biết cảm nghĩ của các bạn bằng cách để lại bình luận ở bên dưới. Nếu hứng thú với video này, hãy ủng hộ đội ngũ sản xuất của Random Football bằng cách nhấn like và subscribe đăng ký theo dõi, cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!